vô, mày vô đi. Chảo nồi đi. Anh ơi, mua giùm em anh. Mày vô đi, mua một tặng một chị ơi, chị ơi. Chị mua Tết mua giùm em cái chị. Mua giùm em cái đi. Anh ơi, mua giùm em cái đi anh. Mày vô đi. Mua nồi đi. Trời ơi, Tết nhất gì đâu buôn bán ế quá. Ái chà hoài mày. Mày tin tao nhét cái chỗ trà mỏ mày không? Ê, lớn rồi không chơi đánh đầu nha. Đầu là thờ cha thờ mẹ nha. Lớn rồi muốn làm gì làm hả? Thờ cha thờ mẹ gì mày? Tao với mày lớn lên cô nhi viện. Tao biết mặt mũi cha mẹ tao chết liền. Không cần phải dạy đời thằng này. Lớn rồi dạy đời tôi. Anh hay biết gì anh dạy đời tôi? Không cần. Thích thì giờ ok, đổi ca thì đổi ca. Được dạy đời đầu. Thua mày. Nhảy mắt. Thua mà thua. Tại có con gùi nó bay vô mắt tôi. Nên tôi bị chớp mắt. Không chớp không được. Trời lao mày. Chú ai nữa, tôi đá mắt. Anh hiếp tôi hoài vậy. Nhấn ra đây. Bước bỏ ra. Yêu thương ta trao phút giây ban đầu, cảm giác yêu nhau cho ta luôn nghĩ đến nhau. Có lẽ hôm nay hai ta sẽ yêu nhau rồi, mình cùng chung lối nhé em người ơi. Anh sẽ bên em, ôm em những khi em buồn. Anh sẽ ru em, cho em yên giấc ngủ ngon. Những lúc cô đơn anh vẫn giữ em trong lòng, dành trọn con tim nguyện trao đến em. Khi em bước đến bao nhiêu mộng tiền trong anh biến tan, em như ánh sáng soi cho đường tình anh không sai lối. Anh xin mãi mãi yêu em trọn đời yêu không oán than, chỉ cần em vui đối với anh vậy thôi. Đôi khi những lúc u vơ dần em xin em bỏ qua, mong em hãy nhớ anh yêu thật lòng và không gian dối. Anh sẽ cố gắng cho em những gì mà em ước mong. Anh sẽ nắm lấy tay em không bao giờ buồn. Em, cái sau cảnh thấy dễ thương lắm. Anh chụp hình cho em. Dễ thương thiệt không? Thiệt mà. Cảnh sau như hoa cỏ mùa xuân luôn á. Có tình xuân, em thích. Tạo dáng anh chụp cho. Chuẩn bị nha. Bắt em vậy được chưa? Rồi được rồi. Lâu quá à. Có rồi. Có gì? Có số. À, quên. Có hình. Coi coi á. Ánh mắt yêu thương ta trao phút giây ban đầu, cảm giác yêu nhau cho ta luôn nghĩ đến nhau. Có lẽ hôm nay hai ta sẽ yêu nhau rồi, mình cùng chung lối nhé em người ơi. Anh sẽ bên em, ôm em những khi em buồn. Anh sẽ ru em, cho em yên giấc ngủ ngon. Những lúc cô đơn anh vẫn giữ em trong lòng, dành trọn con tim nguyện trao đến em. Điện thoại của anh nó mất tiêu rồi. Anh tìm lại trong túi coi. Em có giữ của anh không? Em giữ của anh làm gì? Dạ. Bây giờ mà ước gì có cái điện thoại mà điện vô máy của anh cái một nó reng lên là biết nó nằm ở đâu rồi. Nè, nay điện thoại của em anh gọi đi. Này là em tự nguyện nha. Ừ. Cho anh không ép à. Nó reng lên là biết nằm ở đâu liền. Hình như em nghe nó ở đâu đây á. Đâu? Nghe đâu? Kìa, cái điện thoại của anh kìa. Trời, anh có tật ưa để điện thoại trong dài mà anh quên. Ái chà chà.
Anh muốn xin số điện thoại của em thì anh nói đại đi. Cần gì mà phải dòi dòng vậy? Câu đó độc quyền của anh nha, không ăn cắp à? Ê Mai, công nhận anh hiếu của chị nha. Vừa dễ thương nè, lại đẹp trai nữa. Nhưng mà hơi ít nói. Ủa vậy hả? Không sao, nhìn rất là lãng tử. Em thì em thích anh ái chà chà của em hơn. Công nhận đó, hai chị em mình may mắn thiệt á. Quen được hai ập ba. Vừa dễ thương nè, ga lăng nè, đẹp trai nè, giàu có nữa. Ái chà chà. 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 11 giờ rồi, đi ngủ đi, trễ rồi. Cái chị này kỳ cục quá, người ta đang chơi mà. Trời đất ơi, thiệt chứ nghĩ sao giờ này mà chưa tới nữa trời. Biết tôi chờ từ sáng tới giờ không hả? Nếu như mà không đẹp trai á là tôi không có cho mượn xe đâu. Buôn bán nồi niêu son chảo mà đòi chạy xe hơi, không biết nữa. Thiệt tội sức. Trời, nghĩ sao vậy hả? Đứng sau lưng lù lù người ta, hù người ta vậy hả? Biết giờ mấy giờ chứ mà giờ này mới tới hả? Biết giờ này chưa ăn cơm nữa không? Gì vậy? Thế loại này anh giải quyết đi. Dữ quá, nói chuyện lại lột lưỡi vậy. Sao vậy em? Có sao đâu. Tại hả, giờ này người ta chờ lâu tao thấy mệt, tao bực bội chứ bộ. Sao em nóng vậy? Nóng gì đâu, nói chuyện nè, đàng hoàng, dễ thương nè, nhẹ nhàng vậy, có được không? Mày mới muốn hỏi mới được tới trễ nữa nha không? Mày đến đúng giờ nha chưa? Rồi ok, bây giờ bọn anh lấy xe được chưa? Chưa. Sao vậy? Với tiền thì mới lấy xe chứ. Đẹp trai thôi mà chứ cũng phải ăn cơm chứ bộ. Nhiêu tiền hả? 5 triệu thôi. 5 triệu? Thôi đi về nhà ông nội. Trời ơi, mướn một đồ 500 ngàn tôi còn mướn nổi chứ, mướn nó xe 5 triệu. Thôi đi về nhà, tốn tiền lắm. Đi về đi, đi về đi. Giờ có mướn không? Thôi kệ đó, mình chơi luôn đi. Sao đâu? Nè, mặt ghét quá. Vậy mới dễ thương rồi. Lên xe đi, lên xe đi mà. Em chạy đi. Nãy bà chửi tôi dữ lắm mà. Giờ bà có tiền mà ngon ngon vậy? Đẹp trai mà keo kiệt quá. Đổ xăng chưa? Đổ rồi, hồi nãy chứ đổ 50 ngàn rồi. Trời ơi, bà đổ 50 ngàn. Đi đi. Quê bà này dễ sợ luôn. Lên xe đi. Bao nhiêu một biển trong anh biến tan. Em như ánh sáng soi cho đường tình anh không sai lối. Anh xin mãi mãi yêu em trọn đời yêu không oán than. Chỉ cần em vui đối với anh vậy thôi. Đôi khi những lúc u vơ giận và xin em bỏ qua. Mong em hãy nhớ anh yêu thật lòng và không gian dối. Anh sẽ cố gắng cho em những gì mà em ước mong. Anh sẽ nắm lấy tay em không bao giờ buồn. Anh sẽ nắm lấy tay em không bao giờ buồn. Anh hả? Anh chắc anh ăn món này, món này, món này, món này, món này. Đưa giùm em đây. Gì vậy? Mày nó ngược mày. Dở. Dạ. Ủa, đồ ăn quá trời luôn, ngon quá. Ây da, cái gì? Xuống. Anh ngứa, em ngứa mà. Ngứa. Nó nghe nè, em thấy là mình ăn món khác đi. Mấy món này á, tụi em ăn ngán lắm rồi. Ừ, đúng rồi. Bây giờ tụi em thích ăn cái gì nè? Anh dẫn tụi em đi ăn hết. Đi ăn mấy món ăn ở lề đường đi. Ăn cái gì? Bánh tráng trộn. Nghĩ sao vậy? Em nghĩ sao anh sang chảnh vậy mà đi ăn bánh tráng trộn vậy?
Thôi vậy tụi mình đi ha. Để lại anh nè, tao mới bắt tài nha. Mình có một chuyện đi trước, bắt tài một cái. Cái đầu dễ thương quá, cũng ra. Đi nữa nha, thương nhất. Ghét ghê vậy. Mặt ghét. Khai chưa mà gặp bác này chắc dẹp quán luôn. Cảm giác yêu nhau cho ta luôn nghĩ đến nhau. Có lẽ hôm nay hai ta sẽ yêu nhau rồi, mình cùng chung lối nhé em người ơi. Anh sẽ bên em, ôm em những khi em buồn. Anh sẽ ru em, cho em yên giấc ngủ ngon. Những lúc cô đơn, anh vẫn giữ em trong lòng, dành trọn con tim nguyện trao đến em. Khi em bước đến, bao nhiêu muộn phiền trong anh biến tan. Em như ánh sáng soi cho đường tình anh không sai lối. Anh xin mãi mãi yêu em trọn đời yêu không oán than. Chỉ cần em vui đối với anh vậy thôi. Đôi khi những lúc vu vơ giận hờn xin em bỏ qua. Mong em hãy nhớ anh yêu thật lòng và không gian dối. Anh sẽ cố gắng cho em những gì mà em ước mong. Ê da. Anh sẽ nắm lấy tay em. Em đau bụng quá anh ơi. Nói rồi, ăn ít thôi, ăn nhiều chứ đau bụng. Đói con mắt hả? Tại đó giờ em chỉ thấy trên hình thôi, nên em thèm em mới ăn vậy chứ bộ. Em thèm hả? Chờ xíu, anh chụp hình coi. Cười nè. Anh khùng hả? Điện thoại có chụp hình được đâu mà chụp. Em đang đau bụng gần chết, không lo cho em còn chụp hình nữa. Thì em nói là em chụp hình thì em thèm. Thì bây giờ anh chụp hình anh để em nhìn hình, em thèm anh. Anh chụp em hả? Hai đứa này nó hợp nhau quá hả? Hai đứa cùng điều mà anh. Đôi khi hạnh phúc đến từ những điều mộc mạc nhất anh. Hạnh phúc là những điều đơn giản mà. Em không biết điều đó à. Anh sẽ nắm lấy tay em, không bao giờ buông. Mẹ cái gì? Khoan, chưa phải lúc. Hai cậu con cái nhà ai? Năm nay nhiêu tuổi? Cha mẹ còn mất? Làm nghề gì? Có bệnh hoạn gì trong người không? Có nhậu nhẹt, có thuốc lá gì không? Ngày tắm mấy lần? Lần bao nhiêu tiếng? Nhà có nuôi chó không? Nuôi mấy con? Loại gì? Mẹ, anh này tên Trùm, anh còn anh này tên Hiếu. Hai ảnh đó, làm doanh nhân á. Doanh nhân à? Dạ, doanh nhân. Ở đâu? Công ty nào? Dạ, con công ty sản xuất inox. Dụng cụ bếp núc cao cấp. Nồi niêu son chảo hả? Dạ, đúng rồi mà cao cấp đó bác. Cao cấp? Nồi niêu son chảo cao cấp là chắc nồi niêu son chảo không dính cái gì? Đúng rồi đó bác. Bác hay, vì là bác cũng chuyên về là bếp núc là giỏi. Tập đoàn nào? Dạ, tập đoàn... Tập đoàn nào? Cho bác chờ một xíu. Hello. Seria. Dạ. Em qua liền, qua liền. Dạ, em qua liền. Đi giao hàng, bác đại lý kêu con đi giao hàng. Dạ. Mình bác phải thưa bác đi, anh mình đi giao hàng. Dạ, con chào bác. Giao hàng, bác đi. Dạ, bác đi. Dạ. Lộn. Đi. Doanh nhân. Xài điện thoại cùi bắp à. Đúng là doanh nhân cùi bắp. Mẹ, đi lên nhà nói chuyện với mẹ. Mẹ hôm nay sao vậy? Em thấy mẹ sao sao á. Chị cũng thấy vậy á. Tự nhiên hôm nay mẹ tra hỏi hai đứa mình á, y như tra hỏi tù nhân vậy á. Bực mình. Công nhận, hôm nay mẹ kỳ thiệt á. Đúng, mẹ rất là kỳ. Bây giờ hai con muốn mẹ sống làm sao?
con muốn gì nói đi, mày giải quyết hết á. Hai đứa nó rất tốt đúng không? Nhưng mẹ rất tiếc. Mẹ, mẹ nghe con nói nè, anh Trung anh chỉ giỡn vậy thôi, chứ anh không có bị khùng đâu mẹ. Cái chuyện nó khùng hay nó tỉnh để bác sĩ tính con. Mẹ, anh Hiếu á, anh thì dễ thương nè, vừa ga lăng nè. Tuy là anh ít nói thôi, nhưng mà anh chăm sóc con kỹ lắm. Nó ga lăng, ít nói hay nó trầm cảm cũng không liên quan gì đến mẹ. Cái điều quan trọng bây giờ mẹ muốn hai con phải làm sao? Phải lấy một người chồng xứng đáng như hai con. Phải giàu thiệt giàu. Trời ơi, mẹ nuôi hai con cực khổ quá mà. Mẹ, nhưng mà hai ảnh á, giàu lắm, lại biết khiêm tốn nữa, tiết kiệm nữa. Hồi nãy còn dẫn con đi ăn bánh tráng nữa đó mẹ. Ngon quá trời luôn á. Bánh tráng gì? Bánh tráng trộn. Giàu mà dắt hai con đi ăn bánh tráng trộn hả? Trời, trời ơi. Mẹ nói cho hai đứa biết, tình yêu là không có sự lừa dối ở trong này. Lừa dối hai con đó. Tại sao lừa dối mẹ? Hai ảnh tốt lắm. Không có tốt như hai con nghĩ đâu. Được rồi, không tin chứ gì. Trứng mà đòi khôn hơn vịt. Rồi các con sẽ thấy. Mua đi này là 20 thôi nha, nha. Anh 20 thôi. Mua đi nha. Anh thích lấy gì đấy đi, nhanh lên. Lấy đi mẹ em. Bán cho tôi cái nồi to nhất. Mua đi nhanh lên. Trời ơi. Cái mình nồi to đi vô đâu. Nè nồi to quá trời. Súng. Cái nồi to nhất có thể nấu nhiều được trái tim lừa dối của anh dành cho tôi. Chỉ cần làm vui đối với anh vậy thôi. Đôi khi những lúc vừa giận vừa xin em. Mai. Mai mốt cái gì? Bà. Miễn chào. Quá trời quá đất ha. Tôi nói tôi thấy hai cậu quen lắm là quen mà không biết muốn gặp ở đâu. Hai con sáng mắt chưa? Ha. Trời ơi, buôn bán kiểu này ngụy trang quá ha. Xe hiệu, quần áo hiệu quá ha. Tụi con có mặc đồ hiệu đâu, con mặc đồ chợ không? Đừng có qua mắt tôi, đồ chợ, đồ hiệu, tôi biết hết á. Công nhận cái đất này tròn thiệt. Tròn sao tròn? Nghe luôn kìa. Tôi không có điếc. Quá trời quá đất ha. Tôi nói cho hai cậu biết, những cái vật dụng này nè, trong nhà bếp của tôi á, những cái đồ này nè, hai cậu cho là cao cấp á, là tôi mua ở cái chỗ cao cấp đây không nè. Biết chưa? Tôi thấy hai cậu á, là đàn ông con trai mà chịu khó buôn bán làm ăn gì, tôi thương. Tôi thích cái tính đó đó, cho nên tôi ủng hộ. Ai ngờ theo dõi con gái tôi cua nó hả? Hả? Thấy sang bắt hoàng làm họ hả? Đĩa mà đòi đeo chân vịt hả? Mẹ, chân hạt. Đĩa đòi đeo chân hạt hả? Tôi nghĩ bà nên tôn trọng tụi tôi một chút. Chẳng có bà lộng cộng. Tôi nói rồi á. Rồi cái bà lôi xôi. Muốn cái gì? Bây giờ tôi không nói nhiều nữa. Ngay bây giờ tôi lên công an phường. Tôi nói cho công an phường biết là hai cậu á buôn bán trái phép, lấn chiếm lòng lề đường. Đi về. Mai ơi là Mai. Em muốn anh đợi em tới Mai luôn hả Mai? Mai. Xuân không về, anh không vui. Xuân phải về, anh mới vui. Mai điện rồi. Alo. Dạ rồi, cái gì từ từ, dạ, mai con đem qua cho cô được không? Dạ, mai con đem qua. Dạ. Ai gọi cho mày á, Trung? Bà Năm tập quá đó. Bà Năm nào à? Bà Năm tập quá, hôm qua đi mua cho anh một gọn gì, sao đâu muốn cho anh á. Bà điện thoại, bà đòi tiền tôi hoài, có 2,000 bà đòi hoài.
Nhưng anh trả bà đi. Bà cũng rảnh quá ha. Có 2.000 mà bà cũng gọi điện thoại nhắc nhở mày. Cái chữ tiền em mới nhớ nè. Ở bữa vô nhà hàng á, phải là anh vô là anh vô rồi thì anh ăn luôn đi. Anh tự nhiên anh vô xong cái anh ngồi xong cái anh đi ra ngoài ăn bánh tráng trộn gì vậy? Về đau bụng luôn mà không được cái gì hết trơn, rồi mai không có xưng không về. Mà nhắc tao mới nhớ nha, cái vụ menu á, mày vô nhà hàng mày còn cầm menu ngược chứ. Giờ người ta đưa tôi vô tôi không cầm sao được. Phải cầm chứ, anh ngoài anh có biết cái gì đâu. Anh đứng anh trọt 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 làm như giỏi lắm bà lao cũng. Mà tao nghĩ Xuân với Mai á dần mình phải chuyện ở đâu. Nói chung là cũng vì mình nghèo hơn. Bởi vậy tiền ơi là tiền mà. Tao đề nghị mày lần sau mày chuyển cái nhà Xuân với tao á. Anh không biết gì á, không khí Tết phải để gì cho nó có không khí cái sung, hiểu không? Chứ tao tụi mở máy để nói chuyện nè. Alo Mai hả? Mai, anh không thể nào đợi em thêm một phút giây nào nữa Mai ơi. Chừng nào con trả nợ cho ông Bảy vậy nó. Bảy hả? Bữa khác nữa trả tiền ông Bảy được không? Đang dầu sôi lửa bỏng mà ông điện không đúng lúc không à. Đang buồn gần chết. Đang buồn là không muốn trả tiền cho ai hết trơn á. Bữa khác ngang, Bảy ngang, yêu Bảy. Ngày mai đến khi không còn anh em hãy cố gắng mỉm cười. Vì anh không ở bên cạnh em cho em được niềm vui. Những ngày đầu chưa quen, nhưng em sẽ dần quen thôi. Rồi sẽ có người thay thế anh thôi mà. Còn riêng anh sẽ nhớ về em mãi mãi không phải nhòa. Vì anh biết khi không còn em anh sẽ không còn niềm vui. Mong em được hạnh phúc như những ngày bên anh. Và hãy nhớ ta đã từng yêu. Mày làm gì đây hả Trung? Dũng qua bói quá vậy ông nội. Tôi đang cầu khẩn điện thoại. Tôi đang muốn cho Mai điện thoại cho tôi. Anh muốn Xuân điện thoại cho anh không? Muốn thì sao muốn? Muốn thì anh ngồi niêm ra đi. Anh để tôi làm gì anh quá tôi quay. Tôi mới vừa xin ông thầy này nha, cầu thần chú nha. Ông dạy tôi. Ông nói là về mà làm đúng như ổng á, là người yêu điện thoại quay trở về với mình. Thiệt không? Thiệt, anh thành tâm đi. Làm theo mày thôi gì? Anh niêm, anh làm, tôi đọc sau là anh nữa nè. Gì ông nội? Đọc cái gì giống tiếng miên dữ vậy trời? Trong lúc này tôi đọc gì kệ tôi. Đàng hoàng đi. Anh đừng quan tâm đến tôi nữa. Để tôi dịch tiếng Việt Nam cho anh dễ hiểu nè. Cầu mong ông tổ điện thoại phù hộ cho Mai điện cho con. Dù cho pin có cạn, điện thoại có nguội, chỉ mong ca mập đừng cắt đứt cáp quang của con. Mà mày quá. Mày nói cái gì mà tôi thấy không có liên quan gì ở đây mày ơi. Kệ tôi đi. Tôi nói cái gì trong lúc này kệ tôi đi. Mà làm gì bữa nay bằng đồ đẹp vậy cha? Tao lúc nào không bằng đồ đẹp. Để Xuân với Mai gọi tới, mình đi chơi luôn. Khỏi thay đồ. Tươm tất quá hang. Sang trọng quá hang. Cảm ơn. Thân anh tự anh lo đi. Điện thoại của anh điện cho người yêu nên tôi không dính vô nữa. Khỏi cần mày cầu xin nữa. Anh tự xử đi. Coi tao gọi điện thoại cho Xuân cuộc cuối cùng. Hay ghê. Hay quá. Alo, Xuân hả em? À. Vừa đáng đời. Ai kêu vừa sạc pin những cái điện thoại làm chi? Có bao giờ chia tay mà không đau người ơi? Có bao giờ chia tay mà vẫn luôn mỉm cười? Đó là điều đớn đau nhất trong cuộc đời. Anh sẽ cố gượng cười để em ra đi. Vì anh biết như thế em sẽ an lòng. Để anh được nhẹ nhàng nói lời chia tay. Người ta đã không bắt máy rồi mà mày tới không biết làm gì vậy? Mặt mày chai quá. Nhưng mà em nhớ nó quá rồi, chịu không nổi. Em qua thăm nó thôi. Anh đi không? Không đi tôi đi à? Thôi mày đi đi, tao chiều mày một lần. Ừ, anh tôi là phải vậy chứ. Anh tôi mà. Mày hay quá. Nhà khóa cửa rồi kìa. Ai cha cha. Kính cổng cao tường quá ha. Ủa gà anh ở lầu mấy vậy? Ủa chứ gà mày ở lầu mấy? Ai biết.
Mày không biết sao tao biết? Mày hỏi hay quá, mày đại ca quá. Mày nhìn cái gì? Ai à? Sao tao biết được? Trời, thằng này mày hỏi hoài sao tao biết? Giọng đây mà hình ảnh đâu? Âm thanh đây mà hình ảnh đâu? Tao nghe cửa không kìa. Anh đâu? Đây nè, cửa đang chạy nè, mày thấy không? Quên rồi. Kim Mai. Dạ con kim Mai ở trong. Mai của tôi, anh lộn rồi. Mày tao nói xung mà thằng này. Anh nói lộn thì đó là tôi nghe rõ ràng, chính miệng anh nói rõ ràng. Anh đừng ăn hiếp tôi nha. Anh lớn anh ăn hiếp tôi hoài mày nha. Tâm lời hai đứa mày Kim Mai. À, xuân xuân ơi xuân đã về. Mai Mai ơi Mai đã về. Xuân xuân ơi xuân đã về. Mai Mai ơi Mai đã về. Xuân ơi xuân đã về. Mai Mai ơi Mai đã về. Xuân xuân ơi xuân đã về. Mai Mai ơi Mai đã về. Thôi. Trời ơi, con cầu hai đứa hát thấy hay quá. Hai con hát làm cô nôn tết dễ sợ. Vô đi con. Trả lời vô. Ngào cái mắt mày xạo. Mày xạo. Mày đi đâu? Mày đi đâu? Mày đi đâu? Mày vô. Mày đi đâu? Dạ. Đi đâu? Con xong xong con hiếp. Mày đi. Mày không nghe. Khoan chi? Này. Quýnh trò không có công bằng. Muốn sao? Tay không được không? Tao không có ngu. Bây giờ tao... Nói lời chia tay. Ngày mai đây khi không còn anh, em hãy cố gắng mỉm cười. Vì anh không ở bên cạnh em cho em được niềm vui. Những ngày đầu chưa quen, nhưng em sẽ dần quen thôi. Rồi sẽ có người thay thế anh thôi mà. Còn riêng anh sẽ nhớ về em mãi mãi không phải nhòa. Vì anh biết khi không còn em anh sẽ không còn niềm vui. Mong em được hạnh phúc như những ngày bên anh. Và hãy nhớ ta đã từng yêu. Ngày mai đây khi không còn anh, em hãy cố gắng mỉm cười. Vì anh không ở bên cạnh em cho em được niềm vui. Những ngày đầu chưa quen, nhưng em sẽ dần quen thôi. Rồi sẽ có người thay thế tôi. Còn riêng anh sẽ nhớ về em mãi mãi không phải nhòa. Vì anh biết khi không còn em anh sẽ không còn niềm vui. Mong em được hạnh phúc như những ngày bên anh. Và hãy nhớ ta đã từng yêu. Mong em được hạnh phúc như những ngày bên anh. Và hãy nhớ ta đã từng yêu. Trời ơi là trời. Ngày nào cũng đậu hũ, ngày nào cũng rau muống. Tôi ngán lắm rồi đó này. Mày có quyền không ăn, nhưng mà những gì tao nấu á, mày không có được phép chê, mày hiểu không? Mà tôi nói cho anh nghe, lần này lần cuối cùng mà tôi điện cho người yêu tôi á, mà mai mà không bắt máy nữa rồi tôi đập cái điện thoại này luôn. Tao á, tao thức 3 đêm với mày rồi mà có một câu mày nói hoài. Tao mệt. Mày đập đi. Mày đập đi. Anh đập tôi nha. Anh đập tôi đúng không? Đập đi. Tôi đập cho anh coi nè. Trời ơi, tôi đập đầu luôn. Tôi đập đầu luôn. Trời ơi, tôi ngủ đập. Trời ơi, tôi đập đầu luôn. Trời ơi, đập đi thôi luôn. Thôi. Tao mệt mày quá. Cho anh nằm đi. Tôi điện thoại nè. Alo, Mai hả? Mai ơi, anh là Mai ơi. Gì mày? Hết tiền rồi. Tao mệt mày quá. Nè, tao chạy sang cho mày gọi luôn đi. Mày không nói. Ông. Cho mày gọi thoại Mai. Alo, Mai em. Alo. Mày hả Nung? Ai? Cái giọng tao đặc trưng như vậy nghe làm sao không quen được. Tao Mr. Devin nè mày. Ông Bảy là mày. Ông Bảy? Ông Bảy nào hả? Ông Bảy cho mượn tiền đó chứ ai nữa. Sao gọi cho Mai? Ông Bảy cho gặp Mai không mày? Mày nói chuyện nỡ với tao hả? Mày đùa với tao hả? Mày nỡ mặt với tao hả? Ông chửi em kìa. Ôi anh đi biết đi.
Tôi biết đi, sao tôi không chuyện đâu, ông chửi tôi kìa, tôi không biết đâu. Alo. À, mày hả? Mày bất ngờ lắm hả? Mày bất ngờ lắm hả? Mày mới ngon qua đây đem tiền qua gặp tao. Bắt bồi rằng cắn nó lưỡi rồi. Mày có ngon đem qua tiền gặp tao. Còn nếu không hay, đứa này sẽ là món ngồi ngon của tao đó. Chuyện không liên quan. Nợ ai người đó trả xong lại đi bắt ốc người ta. Đơn giản thôi mà. Mày không có tiền, nhưng má nợ của mày có tiền. Hai thằng con rể đem tiền qua đây. Có ngon đem tiền qua đây nói chuyện với tao. Thôi được rồi, tôi sẽ cố gắng bán hết gia tài để trả nợ cho ông. Ủa mày nở mặt với tao hoài vậy? 2000 là chỉ là tiền mượn thôi. Còn tiền đời, tiền nãi, mày nuốt rồi hả? Mày nuốt rồi hả? 2 triệu đô. Mày đem 2 triệu đô qua đây nói chuyện với tao. Còn nếu không có hả? Nếu không có thì mày sẽ được chiêm ngưỡng những tấm hình ni của hai con vợ mày. Hiểu chưa? Alo. Mày làm gì im nghe vậy? Nghe tao nói. Đi ngồi hết tiền rồi. Tốn tiền điện thoại quá mà. Không biết tháng này có khuyến mãi không? Hai bạn nhìn tao cái gì? Hai bạn nhìn tao cái gì? Hả? À? Tụi bay mã đáo thành công hả? Tao cho tụi bay ngủ mã thành cây luôn. Mày có 2 triệu đô không? Nhưng sao 2000 đồng trả tiền một còn không có được tiền đâu 2 triệu đô đưa cả. Trời ơi. Bây giờ sao đó? Hay là bây giờ mình báo công an ta? Báo công an? Không được, không được, cách này không được, không được. Cách này bây giờ là để tôi đồ hũ. Có rồi. Cách gì ạ? Vậy cứu đồ hũ. Ai da trời. Vậy cứu đồ hũ. Điên hả? Giải cứu tiểu thơ. Giải cứu tiểu thơ. Ừ. Công nhận hai con nhỏ này đẹp ngang ngửa cỡ tao chứ không vừa gì đâu. Làm cái gì mà mày sắc con lo vậy? Tôi có chân của đây mà. Cái gì vậy? Âm thầm quá là mới nghiêm lặng giùm tôi một tay. Tao với mày làm gì tao? Tụi bay đâu ngang gì vậy? Trời con tao lại vậy hả? Hả mày? Bù lắm. Làm gì? Vô cái gần cổ giùm tao cái coi. Coi chừng có 3 cái khế. Mày đạp cho hiểm không? Tự nhiên cái giường bông hồng của người ta, tự nhiên xuất hiện cái bông lạ nào vậy? Để vô chân cho tao luôn. Im lặng giùm tao cái. Bông hồng trắng à? Bông hồng đỏ nè. Bông dạng thọ. Tao bông hồng đen. Bông hồng đen chói lại luôn chứ đỡ mặt hả? Tôi là tôi yêu im lặng, ghét ồn ào và đá vào bộ hạ. Chói lại cho tao. Nó ra bộ đồ nóng quá. Liêm da mặt cái nó không thấy. Mày bịt mặt ai thấy mày? Tôi bịt mặt á không phải là để che mặt nó chứ sao. Thúi quá, không nghe thúi hả? Thúi nãy giờ luôn thấy tôi thúi. Tao đâu nghe gì đâu. Mày mệt quá. Thôi anh vô chứ đi, anh vô đi. Vô đi, vô đi. Để ra, anh vô đi, anh vô đi. Tao là sang ra, để tao vô trước vậy. Được rồi, được rồi, hay quá. Lên đi, anh lên trước đi, tôi lên sau. Đi đi, anh vô trước đi. Anh đi đi, ừ, vô đó đó. Vô đó. Rồi vào. Thì tao vào. Hiếu ơi. Hiếu. Hiếu ơi. Xuống đây chơi, vui lắm. Ở dưới đây có cái hồ mát lắm nè. Nãy giờ mày ngồi đó hả? Ừ, mát luôn. Xuống đây chơi. Sao mày vô được hay hả? Ở ngoài cửa để chứ bạn. Mời vào, anh không vào, leo chi cho nó tội nghiệp nè. Sao mày không nói tao? Anh nói chị, anh leo vô sao tôi ngu gì tôi nói. Chưa đi chơi, chưa đi chơi. Vui lắm, chưa đi chơi. Mày chơi đi, mệt mày quá. Chưa đi chơi Hiếu, chưa đi chơi. Dưới đây mát lắm. Chưa đi chơi. Đâu mày? Vậy cứu tiêu thơ được không?
đi chở tao nè. Mày không lên đây mày. Tao Bình xuống đây. Mày xuống đây chơi nè. Mày á, mày lên đây nè. Xuống đây nè. Mày lên đây nè. Trời mày nè. Trời mày nè. Mày lên đây. Trời mày nè. Xả xuôi. Xả xuôi mày nè. Mày á, mày lên đây nè. Mày xuống đây nè. Mày xuống đây nè. Mày xuống đây. Xuống đây mà Bình. Ê, quay. Ước niềm cho giọng nói bình thường. Ước hoài sao giọng nói cứ vậy hoài. Mày đi vào phải coi tình hình sao. Chết mày với tao rồi. Đi đi. Mày chết đâu. Mày chết đâu. Chào tôi vô cứu ông này Hiếu ơi. Hiếu ơi. Vô cứu Hiếu Hiếu ơi. Sao lâu quá vậy? Có khi nào thằng này nó ngồi nó đợi lâu quá, nó mệt, nó về nhà nó ngủ luôn không? Hai thằng bay đi ra ngoài coi tình hình sao, vô báo liền cho tao. Kéo ông lên nè. Ờ chết chết quên chung giờ sao anh đi vô đi, để tôi xử hai này cho được không? Hên xui vô đi. Ok. Đi ngủ hả ta? Bây giờ tụi bay ba cái bông hồng này bây giờ ngồi ở đây với tao, để tao tự tao đi ra coi xác tình hình như thế nào. Đứng lên tụi thân. Có dao bây giờ không chơi dao, không chơi dao nữa tao luôn rồi. Bây giờ tụi bay muốn cái gì? Cái gì? Từ từ nói nha ông bảy, bình tĩnh nha. Cứ con dao vô nha. Mày khùng hả? Có cái dao vô mày lấy cái đập đầu tao hả? Bây giờ mày ngon mày bước đi trước. Ông qua đây nè. Mày ngon mày bước lên đây đi. Cần nhá nè. Cái gì vậy? Cần nhá hả? Ờ, cần nhá nè. Ở cần nhá nè. Nè, nè, con tao làm nè. Ông bảy, bảy, bảy. Ông bảy. Khoan, 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 khoan. Nhít qua xíu. Nhít, nhít qua trái. Nhít, nhít cái, nhít cái dao. Qua trái. Trái một tí xíu nữa thôi. Xíu nữa. Xíu nữa. Qua đây hả? Không, không, xả, xả xíu nữa. Ê! Cái này của tôi. Thích của anh nữa hả? Chút xíu thôi, tôi xin chút xíu thôi. Chút xíu rồi đúng không? Chút xíu thôi, chỗ này đúng nè, 2, 3, lên. Ôi, mày lộn. Các có sinh nhật hả? Mày nhất qua đây là đẹp nhất nè. Trời ơi, cái bông hồng đen này nè. Cái gì? Bà dám chọc quê cái giọng nói của tôi hả? Vô cái cổ gà luôn nè, chứ dở hả? Mày không có, nó bị liễu. Liễu cái gì? Đẹp ha, đẹp ha. Đẹp không con? Đẹp, chụp hình, chụp hình. Chụp hình đưa lên Facebook con. Ê, 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 chụp đi, nhớ tát qua cho ta nè. Chuẩn bị cười lên nè. Ừ, 2, 3. Tào lao, máy cụ bắp mà chụp hình cái gì? Mày giỡn mặt với tao hả? Trời ơi, sao mà nó lạnh lạnh như vậy? Cái dao đó. Mày biết là cái dao rồi, nó là đừng có kê sát cần cổ. Không thấy hả? Tôi khứa cổ rồi, bây giờ chụp giỡn hả? Bình tĩnh, bình tĩnh. Mày tin không? Mày tin từ, không? Từ, từ. Tao sẽ khứa một cái rồi máu sẽ đỏ rét tại nơi này. Bitter 7. What happened? Tôi vô cơ thể nói chuyện chút xíu được không? Mày có 2 triệu đô nói chuyện với tao. Có. Nó bị gì vậy chị? Nó bị khùng. 2 triệu đô đâu mày? Mày đỡ mất ý nào hả? 2 triệu đô nè. Body của tôi. Body của tao hay body của mày? Mày giỡn mặt với tao hả? Mày coi nè, máu sẽ đỏ lét tại nơi này. Yeah!
muốn giết á thì qua đây ông giết tôi nè. Không, không, anh đừng có làm như vậy. Đừng có làm tổn hại đến người tôi thôi. Anh Trương, em yêu anh. Nếu sau này không có anh bên cạnh, anh cũng chúc cho em hạnh phúc nha. Anh đi à. Mày làm cái gì vậy? Chết. Mày biết mạng sống của mày quan trọng lắm không? Biết. Biết sao chết? Thích. Thích chết vì người yêu của tôi được. Chết mày phải để tao chết trước cho. Đi đi. Anh yêu. Em yêu anh. Xuân, hãy quên anh đi. Giờ đây anh chỉ biết lặng lẽ bên em. Tạm biệt em. Trời ơi. Nó chết mà nó giành. Anh chỉ xúc động. Chị, chị nghĩ gì vậy? Sao chị cười vậy? Mắc cười phải để cười chứ. Mày đánh không? Giờ sao chị? Mày cởi trói cho tao được không? Rồi hai ba cởi. Mày đánh ngoài vậy? Tao quánh mày cái tội. Hồi nãy dí cái dao vô cần cổ tao ngứa muốn chết à. Nó vô tình huống như vậy rồi phải làm vậy chứ. Giờ biết làm sao? Bắt diễn rồi phải diễn vậy chứ làm sao? Mày đánh cửa vậy? Cởi trói cho hai đứa nhỏ. Trời ơi, khó quá. Cởi thôi. Ủa? Là sao? Hai cậu thấy lạ lắm phải không? Qua sự việc này tôi nghĩ là tôi không cần con tôi phải có một người chồng giàu có gì đâu. Tôi cần con tôi có một người biết hy sinh và lo lắng chăm sóc, vậy là đủ. Chúc mừng hai con đã vượt qua ải thứ nhất thử thách của dì. Vậy là sao? Là sao? Thao là thao. Cô không hiểu hả? Ông Bảy. Ừ. Ông thông đồng với vậy này được gạt tụi tôi. Không hả? Tao thao bản lĩnh dữ vậy. Tao chạy xe lơm. Bây giờ bán mướn thì tao làm thôi. Chứ giờ biết thao tao thao bản lĩnh dữ vậy. Ê, nhớ trả tủ tiền nha. Ồ, luôn. Trời, hay quá. Tao chạy xe lơm. Tụi con xin lỗi gì vì tính thể diện của tụi con đã làm gì phải gian dựng. Dì nghĩ là quá khứ nó vẫn là quá khứ, nhưng mà nhờ cái quá khứ đó nó sẽ là định mệnh của hai con đối với hai đứa con gái của dì. Đúng rồi, cái gì của mình dưới nào vậy là của mình, dù chiếc xe ôm của tao dưới sao là một xe ôm của tao, tao vẫn là hàng xe ôm, không có gian hồ. Anh điện ha. Mẹ, vậy là mẹ đồng ý được phải không? Ai chà chà, vì là bà mẹ tuyệt vời nha. Mẹ đồng ý thiệt mẹ. Ôi trời trời, không đồng ý chắc là tự giận nó chết à. Ấy bậy bậy bậy. Hôm nay nè. Hôm nay con này. Dành cho con tim. Trời ơi, nhìn thấy tụi nó vui ghê, nhìn em cũng vui quá trời luôn vậy. Tao sao? Thì đánh tay mày vậy? Mày dám ôm tao? Em biết thì nó vui thì mình vui theo. Không gian rồi. Anh sẽ cố gắng cho em những gì mà em ước mong. Anh sẽ nắm lấy tay em không bao. Mẹ. Mẹ. Thôi mà, hai con gái cưng của mẹ sao mà buồn quá vậy? Vui lên đi. Hai con ơi, cái dự định đi này của mẹ là mẹ ấp ủ hơn 20 năm nay rồi mà mẹ chưa có cơ hội đi, hay không? Ôi trời ơi, hôm nay gặp được hai chàng rể họ Hồ này, mẹ yên tâm mẹ đi, hai con phải vui chứ. Thôi mà mẹ chưa yên tâm nữa. Được rồi, mẹ đi mai mẹ về. Ủa, mẹ đi đâu mà mai mẹ về mà? Thì mẹ đi du lịch. Du lịch? Ừ. Du lịch mà đi có một ngày à? Mẹ đi Cali. Ủa, mẹ đi Cali, mẹ đi ngày, mẹ đi Hòa Tiễn hay sao mẹ? Nó chơi hai con thôi. Mẹ sẽ đi qua Cali nè. Sau đó mẹ sẽ bay qua Canada nè. Qua Canada xong mẹ đi đâu hả? À, mẹ bay qua Ấn Độ, mẹ ăn cà ri nè. Rồi cuối cùng là mẹ về Thái Lan, mẹ đi nha. Ủa mẹ, mẹ có bằng lái chưa? À chưa, có tài xế mà con mẹ quên. Mẹ vui quá. Hai con mẹ trò con vui nha. Nhớ đó, khi mà sanh rồi á nhớ chụp hình lên Facebook cho mẹ coi nha không? Thương quá, mẹ đi nha. Bye. Bao nhiêu mộng tiền trong anh biến ta. Em như ánh sáng soi cho đường tình anh không sai lối. Anh xin mãi mãi yêu em trọn đời yêu không oán than. Chỉ cần em vui đối với anh vậy thôi. Đôi khi những lúc vui vơ giận vờ xin em bỏ qua.
cố gắng cho em những gì mà em ước mong. Anh sẽ nắm lấy tay em không bao giờ buồn. Là nhờ vào ai cố tâm mỹ nên em được như thế này. Qua tay tôi em đã khá xưa mất rồi.